nha mọi người. Mình đang ở bên nội và hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách làm con trâu bằng lá. Đầu tiên đi tìm màng lá vàng. Tiếp tục mình sẽ qua đây. Mình tìm một cái trống. Đầu tiên là mấy cái cỏ, cỏ nào cũng được. Hoặc là lá rơm. Đây. Hoặc là dây, sợi dây của mấy cái lá chuối. Đây, mình sẽ làm cái dài này trước. Xé mấy cái đồ gân lá này. Ở chỗ này xé một đường thôi. Nhớ xếp tủ lạnh nha, cái này dễ lắm. Hoặc là mới xài dao cũng được, cắt cho nó nhanh. Này. Con này được